Chưa. Rồi em xin chào cả nhà nhá. Bây giờ em sẽ hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà là vườn trà thế của em. Ấy. Hả? À, vườn đào thế nha em nhá. Vườn đào thế đấy. Em là hôm nay tiếp tục lại gọi là buôn một vườn đào rừng như thế này. Đấy. Đây là vườn đào rừng ghép nhá mọi người nhá. Ghép đào phai. Đấy. Đấy. Rất là ok. Số điện thoại của em là 0335 8688. Thì như cây đào như thế này các bác mua được thì nó dao động tầm 8 triệu. Còn nếu như mà cho thuê các bác thuê dao động tầm 6 triệu nhá. Đấy. Dao động nhá. Đấy. Còn cây bé hơn thì mình sẽ dao động từ 4 triệu đến 6 triệu chẳng hạn vậy nhá. Đây. Đây này, đây là những mắt ghép của nó này. Đấy. Đây là những mắt ghép khoai của nó nhá. Rất là ok. Cây này nó độ tuổi của nó cực kỳ là lâu rồi. Đấy, nếu như các bác mà thiện chí nhá, cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, cây đào khoai này các bác thuê chơi thì miễn chê mà nhà đặt ở cửa hay là công ty hay là khu vực là gọi là du lịch hay là biệt thự thì nói chung là chấm hết vườn đào nhá em nhá. Đây này. Đấy. Hoa nở rất là ok luôn. Cánh hoa phải nói là hoa kép đấy. Hoa của nó là cực kỳ là đẳng cấp. Đấy, đây. Đấy. Các bác nào mà thiện chí thì về trực tiếp luôn, nhà vườn vẫn ở nằm ở vị trí đường S2 Nam Toàn chuyên bán đào nha các bác nhá. Đấy, bác nào ở Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An là về thuê đây. Dãy luôn này. Đây từ đây đến đằng kia. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, đây. Những cây đào to như thế này, cao như thế này. Đây, đấy. Quá ok luôn. Trời, những cây đào như thế này thì phải nói là siêu phẩm này. Đây, đây. Đấy. Quá đẳng cấp nhá. Đây. Đấy, đây này, cánh hoa của nó là miễn chê luôn. Ong mật ngọt vào thoải mái luôn nhá. Đấy. Đây. Những cây đào phải nói là phê luôn anh em ạ. Đây. Một người ôm không hết nhá. Đấy. Quá đẳng cấp. Dao động như cây này cho thuê là từ 6 triệu đến 8 triệu nhá. Đấy. Những cây đào to này cũng vậy. Đấy. Nếu như mà mua đứt thì dao động từ 8 triệu đến 10 triệu chẳng hạn vậy. Đấy. Dao động nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nói chung nó đẳng cấp. Nói chung là đào ghép nhà em là đẳng cấp số 1 ở khu vực này. Đấy. Đây, phê chưa? Đấy. Quá đẳng cấp. Đấy. Rồi. Những cây thế phải nói là những con huyền phải nói là đẳng cấp. Đây, làm rất là khủng khệ nhá. Đây. 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 Đấy. Phê chưa? Đấy. Quá phê luôn. Đấy. Phê chưa? Phê tít luôn. Đây. Hoa nở đẹp này. Đây, cánh kép nhá. Đây. Hoa to chưa? Đây. Đây đây đây. Đấy. Cánh hoa đào này. Đấy, sắc thắm. Cái độ thắm của nó là ok. Đây. Đẹp chưa? Nhờ. Đấy. Quá đẹp. Đây, những cây đào như thế này cũng mà ôm hết nhá. Đây. Quá vip. Những cây xà này bé thì không có gì. Đấy. Đây là ông Bích nhá. Đây là ông Bích kìa. Đấy. Hai đào vip một vệt luôn. Đấy. Đây. Quá đẹp luôn. Đấy. Cây đào bích này. Đấy. Em cho thuê cũng được mà bán cũng được nha mọi người nhá. Đấy. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Thích cây nào các bác gửi luôn hình ảnh Zalo cho em nhé. Kết bạn Zalo là 0335
0868 đấy. Zalo của em cũng số luôn nhá. Đây, cây đầu bích này. Phê chưa? Đấy. Được một khoát là các bác ấy là em cẩu rồi, em gửi xe hay là các kiểu. Nếu các bác ở xa thì em bán đứt luôn. Đấy. Còn các bác mà ở gần thì em cho thuê nhá. Đấy. Các bác ở gần em cho thuê luôn. Đấy. Phê chưa? Đấy. Vườn đào này nói thật là năm nay em đang trông chờ vào cái Tết của những cây đào đấy các bạn ạ. Rất là mong được sự ủng hộ của các bác để kiếm tấm ảnh chung. Đấy. Kiếm tấm ảnh chung anh em ạ. Ê. Quá phê luôn. Hoa nở cực đẹp luôn. Đấy, đẹp dã man nha. Đây. Quá đẹp chưa? Đây, cây này đẹp răm dày rít lại luôn. Răm dày rít dày rít. Đấy, đây này, đây mới là siêu phẩm nha anh em nhá. Đây mới là siêu phẩm này. Siêu phẩm đẳng cấp. Có 102 luôn. Đấy, chơi cây đào nó phải thế này nhá anh em nhá. Xin kính chào quý vị đã đến ủng hộ cùng với nhau. Cây này thì biết thôi. Đấy. Thích em giao cho thuê là 4 triệu đến 5 triệu nhá. Đấy. Các bác cứ chơi đi. Đào đây anh ơi. Đấy, đào đây anh ơi. Đấy, quay một phát từ dọc từ đây về. Xeo trời. Đấy. Đấy. Có đẳng cấp. Đào VIP luôn. Hoa nở dã man này. Hoa chùm cánh kép nhá, hoa chùm cánh kép này. Đây. Hoa chùm cánh kép loại này chơi đến ra riêng chưa hết hoa nhá anh em nhá. Hoa chùm cánh kép luôn. Đấy. Hoa chùm cánh kép đẳng cấp. VIP luôn. Đẹp. Quá phê luôn. Đào này không chơi, chơi đào nào anh em ơi. Quá phê. Người là ở đường S2 Nam Toàn là hiện bây giờ là đang rất là nóng. Cây rất là đang rất là nóng rồi. Đấy. Người thì chả đào, người thì chả quất. Đấy. Không khí Tết bắt đầu là rồi. À, một tuần nữa thôi, à, khoảng 2 ngày nữa thôi là khu vực này là sẽ kín mít đào ấy. Các kẻ đào luôn. À, em còn mấy cây đào bên kia nữa. Đấy, mà nào thích thì xin mời quý vị đi sang bên đường. Hả? Đi. Mời quý vị đi sang bên đường. Có một cây đào ta phải nói là nhất nhì khu vực này. Đấy, đây. Xin giới thiệu với cái nhà đây là một cây đào khổng lồ ta. Đấy. Cây này mà bày ở trong một cái khu nhà nào đó mà rộng rãi hoặc là ở công ty công teo là rất là đẹp nhá. Đấy, của công sở. Cây rất là già rồi. Đây này, quay gốc này cho em à. Đấy, mấy trăm mấy chục tuổi đây. Đấy, gốc này. Khiêu chưa? Đây nhá. Đấy. Phê luôn. Đấy, bảo là cho ra chơi nhá. Đấy. Già dã man. Đây là đào của mình nhá, không phải đào ghép nhá, đào xịn luôn đấy. Đây là một cây đào phai xịn nhá, chứ không phải đào ghép đâu nhá. Đấy.
nhìn sợ phê chưa. Giá cây này thì cực kỳ êm thôi, giá cây này là rất là chất. Ê. mấy đấy, giá cây này xin công khai với mọi người luôn là 8 triệu cho một cây đào như thế này thôi đấy, các bác nhìn xem, 8 triệu đấy, quá ok luôn nhá, 8 triệu thôi đấy, nhìn thì khủng khiếp không đấy. Đấy, rất là dã man. Còn đây, đây là một cây đào gọi là cây đào sáng này, bay này thì phải nói là không chê vào đâu được này. Bé thôi nhưng mà đào xịn nhá. Đấy. Hoa này. Báo cáo với anh em là cây này giao lưu với anh em là 4 triệu. Đấy, 4 triệu. 4 triệu cho một cây đào khoai đẹp như thế này. Hàng này thì anh em miễn chê luôn. 4 triệu nhá. Đấy. Bác nào mà cần thì đây, dòng như thế này cũng vậy này. Đấy, giao lưu với anh em là 4 triệu. Đấy, 4 triệu cho một cây đào phai như thế này. Đấy. Quá đẹp luôn, quay sát vào cho anh em xem qua này. Sợ luôn, kép luôn nhá. Đấy, hàng kép nhá. Đấy, vip vip. Còn đây giới thiệu với anh em, đây là trà bonsai bé nhá. Đấy. À quên, đào, em bán trà nó quen hay lộn. Đào nhá. Đây. Đấy. Hàng như thế này đang giao lưu với anh em là 1,5 triệu đến 1,7 triệu một cây. Đấy. Anh em nào thích thì cứ điện thoại trực tiếp với em nhá. Dăm của nó thì dày thì nói chung là quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Đây. Đến chơi từ giờ đến Tết luôn này, những cái nụ này nó chưa ra này, đây. Quá đẹp luôn. Đấy. Bác nào cưới thì điện trực tiếp cho em nhá, quá đẹp luôn, đây. Phê luôn, đấy. Đẳng cấp đấy. Rồi sau đây nhà vườn em xin kết thúc video ở đây. Địa chỉ của em vẫn là ở xóm 3 Nam Toàn, Nam Trường, Nam Định. Đấy, số điện thoại của em là 0335 868 958. Đấy, liên hệ trực tiếp với em sẽ có được những cây đào đẹp để chơi Tết. Đấy. Rồi xin kính chúc tất cả mọi người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của nhà vườn ở trên YouTube một năm mới an khang và thịnh vượng. Đấy. Và rất là nhiều hàng đẹp cho anh em chơi Tết. Sang năm rất là nhiều lọc đấy, chơi cây của em là cực kỳ nhiều lọc đấy, thấy chưa, quá đẹp.